cái cục đá như này quá cứng. Đâu? Mọi người đang ở đâu? 500, 200. Tôi còn phải tìm đồ bị mất nữa. Sao lắc thế này? Đen thui. Ủa? Mời lắc nha. Này tôi không thấy lắc. Cục nấm có làm được gì không? Cục nấm ạt à, chơi như Minecraft bình thường thôi đúng không? Ừ, và nó có nhiều thứ mới. Có con quái vật xanh kìa. Quái vật bột. Đúng rồi. Quái vật bột màu xanh. Không liên quan gì tới mình cả. Quá xa vời. Chưa gì trời tối nữa rồi, bực thế nhờ. Ủa da. Ủa bên kia có cái làng kìa, phải cái làng đó không vậy? Hay là không phải? Đúng. Làng màu trắng đúng không? Đúng. Chào mừng Bon đã đến với lại nền văn minh nhân loại. Dễ như Minecraft này bây giờ đi hang nhiều kim cương hơn. Ủa, con vịt con gà luôn. Con vịt nhiều kim cương hơn luôn nữa. Tạo dưới này chả thấy gì cả. Đâu? Mọi người toàn đá thôi. Quê ai dù nào? Người dưới hang hết rồi. Nhà nào? Tôi vợ ở nhà nào? Nhà nào cũng được rồi, chọn đại một căn. Căn bự nhất. Căn bự nhất ở đâu? Trên đồi hả? Cương đẹp đẹp. Đúng vậy. Kim cương tiếp mẹ. Làm sao để lên được đó? Một viên. Hai. Ba. Mỗi một, hai, ba. Năm. Sáu. Bảy. Tám viên kim cương. Thế đồ chia bộ giáp sắt xuống đây rồi. Như này quá nghèo. Chứ đây đá còn cứng nữa. Dưới này đá cứng hết mà. Toàn đá cứng. Tìm thấy nhà chưa? Đúng. Đúng rồi. Nhớ ấn vào để lấy waystone. Ấn chuột phải vô thôi. Là kích hoạt waystone đấy. Không đi. Ta đi đào không? Tìm cái dục bất đồ đó. Vô làm bộ đồ sắt đi. Lắp đâu? Không. Không hề lắp. Bản thân tao ở trong người. Tắt ở bên rừng này nè.
à? Đi ra đây. Vào cùng địa ngục. Sao? Cùng địa ngục đi xuống. Vào cùng địa ngục, xong rồi đi ra ở cái cổng địa ngục khác. Sẽ được xuống hang. Nhà đấy. Có. Ừ. Hiện tại chúng ta ở đó. Thiệt. Cái này đờ này lắc thật sự. Quay chơi bom. Ở đâu? Ở tạm thôi mà mốt xảy. Rõ ràng là giết con vịt. Ôi xuống hang rồi. Có cái cổng địa ngục thôi. Đằng sau. Bây giờ cái cổng địa ngục tiếp theo. What? Xác cũ quá. Kệ nó đi. Nghe tiếng Enderman. Có cái lỗ chạy xuống. Cái lỗ trước cổng địa ngục. Đi xuống. Đây này. Mày cứ quên lúc nào cháu bị đập đầu. Đủ để chui vào thôi. Ông quên nào cũng giống mình mà khác biệt vậy đâu. Làm cái đuốc đi. Đâu, còn đâu. Xuống này, xuống này. Nhặt cái đuốc đi. Để nó bên tay trái. Bóp nhá, có thể đào ra dung gam. Cũng có đá.
vừa rồi xong. Vừa xong. Anh tính hút trong nham về làm một cái sao chặn dung nham chưa lệnh giấu đường về đuốc ở dưới đương nhiên là không kim cương trên map tại vì xin kín. Trong suốt hả? Đúng vậy. Làm ba lô. Làm ba lô. Nghe thấy tiếng dùng bị. Không gì thứ ba thế nào chứ? Chịu không biết. Góc nhìn thứ ba đã nút gì bọn à, mình qua cái hàng của mình đi. Cái hàng này khó chịu quá. Chết đói luôn. Ủa? Có map không sợ lạc đường nhỉ? Vẫn lạc được đấy. Khó lạc. Tốt nhất là nên cầm cái waystone đi. Đào đâu ơi, what? What the fuck? Muốn đào ra đây mà. Bốn bảy chẳng thấy khoáng sản gì ngoài redstone cả. Dưới này làm gì có gì đâu, dưới này không có iron luôn, dưới này chỉ có kim cương thôi. Thế thì quá nghèo, đi kiếm cái hàng khác mai vậy.
Nhưng các bạn sẽ không tìm được đường về. Chúng rồi. Các bạn có biết là mình đã khóa cái cổng về? What? Thầy mẹ kiểu gì cũng tới cái cổng như này vậy? Hỏi con boss nào kiểu gì? Đào ngoằn ngoèo như như con rắn này gì? Muốn cục kim cương. Trăm ngà đào kim cương. Đào vài bữa chúng ta đổi thành thứ khác bây giờ. Chế người ta đào mà ngoèo dữ đó. Trời ơi, hơi quay video đào kim cương rồi đó. Tôi còn chán nữa. Trăm ngày tinh tồn mà. Đào thì skip đi. Video người ta chỉ có 20 phút thôi. Hai mươi ba mươi phút đấy. Video 20 phút thôi. Video dọn tiếng đi. Video người ta không thèm coi. 30 phút rồi. Bắt người ta phải coi. Cái hang này được của ló nha. Lý. Mấy cái đồ cho mấy thằng dân làng học nghề có chế được không nhỉ? Được. Được. Giờ làm thằng dân làng nữa. Đồ này đào nào mới xong. Ok, mở đầu video rất là thuận lợi nha. Được một đống kim cương, cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Tịch ơi. Đường ra đâu vậy? Toán xếp. Đường ra bị bích rồi mà. Các bạn không tìm thấy đường ra đâu. Sao đi ra? Viên đá gì đây? Phơ đai là cái gì? Đi từ đây. Ờ. Làm sao để đi ra? Chỗ này là đâu? Dùng chân để đi ra. Đường nào?
dung chất. Đâu, đi đường nào. Bạn thấy không tìm thấy đường ra đâu. Chấp hỏi. Mình đã chặn lại rồi mà. Ồ. Ngon, redstone. Vậy là xung quanh đây có kim cương chưa ta? Đào xung quanh khúc này đi. Đủ giá. Kinh nghiệm đào hơn 100 cho hay. Dùng cái cửa nghe đời đi ra giữa biển. Hết quốc. Hết quốc đâu. Quốc đâu được rồi. Nè. Ôi. Tôi không có đồ làm bàn chế tạo. Có gỗ không? Biển nè. Biển. Chấp hỏi. Có gỗ không? Hỏi. Đâu? Biển bịt chỗ nào? Chấp hỏi biển. Tôi yêu cầu gỗ không phải cái này. Không có gì có stick rồi. Buồn là ở đây mà. Chấm hỏi. Chúng ta quên cái gì? Nè. Gì vậy? Đi về nuôi dân làng thôi boy. Thôi đi về xây nhà. Vậy đi giáp bây giờ người ta thấy con zombie người ta quýnh cho tỉnh ngộ. Cho con zombie quay lại đây nè. Cổng bên này cổng đây luôn không thấy cổng đó. Ủa sao kỳ vậy? Cái tên The Magic. Đây. Đi ngủ rồi mà. Đây là nhà của Bon. Bon có lát con lát này tịch thu không? Có gì? Lò xịn. Không. Không, lấy hết đồ ra không cho lại. Nằm đây ăn dạ. Nằm đây ăn dạ luôn hả? Ủa con vật của biển nó đâu có trong suốt đâu. Nhưng mà ngồi dậy nó trong suốt. Mà. Nhưng mà nó nằm xuống nó không trong suốt nữa. Hay giờ. Đây là ma chị. Để tôi xuống. Đi ra đi vào không đóng cửa. Cái cửa nó bị hư rồi. Con này nó vào đây rồi. Con nào? Con Peter vào đây rồi. Cái cửa nó hư rồi. Cái cửa bị hư rồi. Ừ rồi. Thôi làm cái cửa bằng piston đấy. Rồi đẩy đá vô.
Được rồi đấy thôi. Ủa? Nhìn cửa kìa. Chấm phổi. Không may đụng chạm cái cửa nha. Gì đây? Đây là nhà của Bon. Biển làm gì vậy biển? Không đóng được cửa. Đó, đó là dao của Bon. Chấm hỏi. Tao, ai ngủ đi. Bịch lại cơ mà. Bon, ngủ đi Bon. Đợi xíu, treo xuống. Nằm kế chủ tịch kìa. Người yêu chủ tịch mà.